chủng coi như là sông rạch chằng chịt, không có nước thì không sử dụng được gì khác, chuyện gì khác mà có lợi. Nhưng mà bây giờ tới giờ phút này thì dĩ nhiên là phát triển lẹ, dân số cũng phát triển lẹ, thành như vậy thì ở chung quanh chúng tôi lại bây giờ là những người dân ở sát kế bên đó, mà sát kế bên thì nó gây ảnh hưởng chắc chắn ít nhiều. Trong cái sự ảnh hưởng đó, mà đặc biệt những người dân mà không có được coi như là di dời, đúng ra là sẽ có một cái vùng đệm cách ly, thì cái việc đó việc của thành phố làm, nhưng mà có thể thành phố chưa thực hiện được vì một lý do gì đó, đó là việc của thành phố thì chúng tôi không không biết, nhưng mà không làm cho nên dân ở ngay sát bên hàng rào của chúng tôi đó, thì như vậy thì chắc chắn sẽ có những cái sự ảnh hưởng đó, và chúng tôi cũng thấy nó là cái nhược điểm, và cái mà chúng tôi thấy là từ những lúc bắt đầu đúng ra thì chúng tôi phải có những cái hợp đồng mà siết chặt mạnh mẽ hơn cái việc đó để thành phố thực hiện những việc đó đã từ lâu. Và cũng như cái thứ hai là có những cái khoảng mốc, thí dụ mỗi một 10 năm thì như vậy sẽ thay đổi một công nghệ một lần, hoặc là không thay đổi thì tối thiểu mình phải coi như là mình phải đầu tư thêm những công nghệ mới để nó vận hành song song những cái công nghệ mình đang có, thì mỗi lần thay đổi vậy thì nó sẽ có cái giá để mà mình chỉnh lại. Thì chúng tôi lại từ những lúc đầu không có suy nghĩ những cái đó, cho nên là coi như đó là cái hợp đồng 50 năm mà chúng tôi đang có, và hiện nay thì chúng tôi cũng đang thương lượng với thành phố để cho thay đổi công nghệ. Thế thì xin hỏi nhỏ ông là vấn đề tiến trình thương lượng nó đem lại cái kết quả gì cho Việt Nam Waste Solution hiện nay đang ở tại Sài Gòn thưa ông? Thưa thì trong quá trình gần cả năm để mà thương lượng giữa cái tổ đàm phán mà do nhà nước ở trong đó, họ đưa các sở sở tài chính, sở khoa học công nghệ, rồi tư pháp, rồi sở kế hoạch đầu tư, nói chung là cả 9-10 sở gì đó, thì là một cái tổ đàm phán đối với chúng tôi. Nhưng mà Thì nếu nếu những cái thương lượng giữa hai bên nó không đạt cái kết quả mong muốn từ một phía, thì liệu cái sự tồn tại của Việt Nam Waste Solution của ông ở tại Sài Gòn nó có được bền vững không? thưa cái đây ý tôi muốn nói đây là cái thương lượng từ những ban đầu thì đã chúng tôi đã hình thành, và tới nay thì chúng tôi lại là xin thay đổi công nghệ, bởi vì cái khối lượng rác chúng tôi hiện nay đang nhận thì nó đầu tiên thì hợp đồng chúng tôi nó 50 năm nó là 3.000 cho mỗi một ngày, 3.000 tấn một ngày, nhưng mà hiện nay thì thành phố đã giao cho chúng tôi 5.000 tấn một ngày. Mà dĩ nhiên cái sự phát triển của thành phố với cái mực độ mà dân số phát triển như vậy, thì cái vấn đề với lại phát triển về mặt kinh tế thì vấn đề mà rác nó sẽ phát triển rất là lẹ, cái khối lượng phát triển rất là lẹ, và chúng tôi xin đề nghị được thay đổi công nghệ và đã được chủ trương, tức là được chấp nhận, và sắp tới đây trong một vài tháng tới đây nữa thì chúng tôi đang đội ngũ chuyên gia kỹ sư chúng tôi đang nghiên cứu hết tất cả kỹ để mà đưa về một công nghệ mà gọi là tốt nhất của hiện nay. Mà tốt đây là sao? Không phải đây là nếu chúng ta chỉ nói về mặt công nghệ thì thường nghe thì đốt rác, ở đây có một đống rác đem đi đốt rồi cái là coi như 100 tấn đốt cái chỉ còn có 5 tấn tro, thí dụ vậy thì mình coi như là tốt. Nhưng mà tại sao thế giới hiện nay những cái nước mà họ sử dụng coi như đốt nhiều là những nước nhỏ, đất ít, nhưng mà họ giàu thì họ đốt. Còn đối với mình thì bây giờ mình đang chạy theo đó, thì tôi nghĩ là cái lượng rác của mình nó khác với là rác của châu Âu, rác của Nhật Bản, rác của nước tiên tiến, thì họ lại có những thành phần rác nó hỗn hợp khác nhau. Đối với đất nước mình hiện nay, tôi nghĩ là trong 10-15 năm tới, cái thành phần chính ở trong rác đó vẫn là hữu cơ. Thành ra công nghệ chúng tôi phải nghiên cứu làm sao để chúng tôi có thể tái sử dụng, tái tạo tất cả những cái nguồn rác đó để đem lại cho những cái sản phẩm để có thể là phục vụ cho xã hội, mà chúng ta không cần phải coi như là nhập chẳng hạn như sản xuất những loại phân tốt, cái loại mà phân liquid, tức là fertilizer, tức là loại phân phân lỏng, rồi thì năng lượng, rồi thì sản xuất ra, đặc biệt là một loại CNG, tức là một loại khí nén. Bởi vì chúng tôi đang muốn đề nghị với thành phố là tất cả những cái xe rác ở thành phố hiện nay là mỗi một ngày chúng tôi nhận là trên 500 xe đó, những cái xe rác mà nếu mà những xe rác cũ kỹ, những xe rác bây giờ đó, thì nếu thay đổi hết bằng chạy bằng khí nén lỏng thì chúng ta không xả thải, không xả khối thải, thì như vậy chẳng những chúng tôi bảo vệ được môi trường, xử lý rác, nhưng mà chúng tôi còn tạo ra được cái nguồn khí CNG đó, khí khí nén lỏng thiên nhiên đó,
để cung cấp tất cả các loại xe đó, thì chúng ta có trên 500 xe chạy trên đường, không có xả khối thải cho mỗi ngày, thì như vậy thấy nó là ảnh hưởng rất là tốt. Thế thì ông trở lại một cái vấn đề có thể nói rằng là nhiều người nói đến nhất, chắc ông cũng biết sau khi Tổng thống Donald Trump lên, ông thay đổi nội các của ông, thì vấn đề chuyên viên, vấn đề những lực lượng nồng cốt, trong ngay cả vấn đề môi trường cũng có sự thay đổi. Thì trở lại Việt Nam cũng qua nhiều cái người lãnh đạo khác nhau đến tại Sài Gòn, thì cái sự thay đổi của những nhân viên, những người điều hành, nó có làm chậm trễ, nó có làm khó khăn cho ông, hoặc nó làm cho ông điều hành cái công ty của ông theo cái chiều hướng của những người lãnh đạo mới, nó có khó khăn gì không? Thưa thì chắc chắn nó có những cái khó khăn. Những giai đoạn đầu của tất cả, thí dụ như là có thay đổi lãnh đạo của sở ngành, thay đổi lãnh đạo của thành phố, thay đổi lãnh đạo cấp trên, một khi mà họ mới thì tất nhiên họ sẽ không hiểu về cái dự án của mình. Và cái dự án của mình đó là cái dự án được highlight, tức là dự án mà được để nhiều nhất. Tại vì đây là cái dự án tư nhân hóa, mà đặc biệt là của Việt Kiều đầu tư, mà với cái ngành chuyên môn, đó là cái ngành xử lý về môi trường, xử lý rác. Thành ra luôn luôn được để ý. Và hãy được để ý như vậy thì chắc chắn là họ mới thì họ không biết gì hết. Thì như vậy thì họ lại bắt đầu tìm hiểu, và xong cái chữ tìm hiểu đó, thì như vậy đó sẽ có ban ngành phải tìm đến công ty, rồi phải kiểm tra kiểm soát, rồi phải coi như là nói gì là giống như là phải đối với họ là họ cần phải biết lại những giai đoạn đầu làm sao thực hiện được cái hợp đồng này. Hợp đồng này là tại sao có, rồi tại sao dựng lên, đầu tư bao nhiêu, đầu tư vào gì, là tại sao công nghệ này, tại sao xử lý tại cái vùng đất này, tất cả thứ. Thì mình lại là bởi vì cái lớp cũ đi, thì lớp mới, cái lãnh đạo mới mà lên, thì bây giờ nhiệm vụ của nhà đầu tư thì mình cứ dẫn phái giải trình. Thì mỗi một lần như vậy thì chúng tôi là mệt trong cái vấn đề giải trình, thì nó khác lại với tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì cũng như công việc mình có hợp đồng thì mới thực hiện tốt, trong hợp đồng của mình thì mình cứ việc mình thực hiện. Lãnh đạo mới lên thì nó có tất cả những cái gì họ đó, họ muốn biết thì từ ban ngành, tự nhiên đó là họ từ đó họ báo cáo với họ. Nhưng mà ở đây thì họ cứ đi thẳng xuống từ nhà đầu tư, thì cái đó là cái mà mình hơi mệt, bởi vì mình phải bỏ rất nhiều thời gian cho việc đó, thay vì mình bỏ thời gian để nghiên cứu, để làm gì tốt hơn. Nhưng mà thưa ông đã có một cái hợp đồng 50 năm hoặc là dài hơn nữa, thì tất cả những cái tiến trình nó có làm ảnh hưởng, hay là nói một cách khác nó ngăn chặn cái hợp đồng của ông tiến hành hay không? Không, cái việc hợp đồng chúng tôi thì chắc chắn là không có cái gì ngăn, ngoại trừ chúng tôi không thực hiện đúng. Nhưng mà tới giờ phút này, như tôi đã nói, chúng tôi thực hiện hết tất cả những gì và đã thực hiện hơn những cái gì mà trong hợp đồng ký. Tức là tôi thấy cái gì chúng tôi có thể đầu tư với cái tiền của mình mà nó không có nằm một cái giá xử lý, mà mình thấy là mình có thể thực hiện tốt hơn thì mình đầu tư thêm để mình thực hiện. Và chúng tôi lại cũng có làm thêm những cái việc ngoài việc đó, thí dụ như mình chiết ra cái lợi nhuận, cái gì mình chiết ra để mình làm những cái việc công tác xã hội nữa. Thành ra là chúng tôi nghĩ là chúng tôi muốn làm cái gì đó mà khi mình về mình đã đặt để nghĩ tới cái chuyện mà góp phần để cải thiện cái môi trường, cải thiện cuộc sống của người dân, cũng như góp phần với phát triển đầu tư, phát triển kinh tế với lại thành phố cũng như đất nước, thì chúng tôi đặt nặng những cái vấn đề đó. Thế thưa ông David, với tư cách là giám đốc công ty VN Waste Solution, xin hỏi ông một câu có thể nói là hơi có cái táo bạo chút xíu. Ông có ngại những cái công ty khác cạnh tranh với ông ở tại cái nơi ông đang làm bây giờ không? Thưa anh, đó là hiện nay đó thì ở Việt Nam đó thì vấn đề xử lý rác nó vẫn là cái vấn đề nan giải. Mà tôi đã làm ở trong đó 12 năm và tôi cũng đã được nhiều tỉnh thành mời, Hà Nội mời, Cần Thơ mời, Đà Nẵng mời, cũng nhiều nơi mà những tỉnh thành mà đang có cái dân số, mật độ dân số đông và phát triển của họ nói chung là nhanh hơn tất cả những tỉnh thành khác. Thì tôi nghĩ hiện nay là cái thị trường nó đang mở, đang rất là rộng. Cho nên vấn đề là bây giờ là ai vào đầu tư như thế nào và làm sao để bảo đảm được cái sự đầu tư của nhà đầu tư đó để khuyến khích để họ về đầu tư. Thì tôi nghĩ là khi tôi nghe những cái đầu tư, tại vì rất là nhiều cái đầu tư tôi nghe được, nhưng mà tôi là làm trong cái ngành này, khi mà có những dự án nào đưa vào thì tôi nhìn đó, những án này nó thật không, nó tốt không, nó có đem hiệu quả cho thì tôi là hoan nghênh những cái dự án đó, bác cá nhân của mình hoan nghênh. Còn cái việc mà có cho họ vào làm hay không, tất cả những thứ đó là quyết định của nhà nước, của thành phố, của tỉnh thành đó, chứ không phải là mình. Còn đối với mình thì mình không có ngại cạnh tranh, thưa anh, là tại vì như tôi đã nói thì
cả đất nước Việt Nam, nhiều tỉnh thành hiện nay đang cần những nhà đầu tư vào để mà mình góp phần trong cái việc mà xử lý rác, xử lý môi trường. Cái vấn đề là công nghệ gì, giá thành mình trả được hay không, và làm sao để thương lượng đến một cái hợp đồng, và những cái ưu đãi, những cái gì để mình có thể làm, để mà mình khuyến khích được nhà đầu tư vào mình làm. Thì cái đó là những cái mà tôi nghĩ là thành phố với nhà nước cần quan tâm nhiều hơn. Bởi vậy tôi muốn thấy như tôi nói, tôi đã về là về cái vấn đề môi trường của Việt Nam. Thành ra những ai mà có những cái công nghệ, những cái thông tin, những cái nhà đầu tư mới mà muốn vào và đầu tư Việt Nam, thì tôi nghĩ tôi rất quan ngại. Đặc biệt là thí dụ như ở đây có nhiều công ty Mỹ, khi chúng tôi làm họ vẫn hỏi ông đầu tư Việt Nam có tốt không. Tôi nói rất tốt, hiệu quả như thế nào, rất tốt. Theo như chúng tôi không phải là người Việt Nam mà chúng tôi vào đầu tư thì ông nghĩ sao? Rất hoan nghênh. Tại vì mình đang khuyến khích cái việc đó, bởi vì nó mình cái thị trường nó còn rất là lớn, chứ không phải nó là một cái thị trường như tại Hoa Kỳ mà nó đã mấy chục năm nay đã đè vào khuôn khổ và có sự cạnh tranh là công nghệ thì nó giống nhau, ai làm gì tốt hơn một chút tốt hơn thôi là mình có thể chiếm lãnh được thị trường. Còn ở đây cái thị trường của Việt Nam mình còn đang mở rộng, còn đang rất là lớn, mà tôi nghĩ là nên khuyến khích hơn là nghĩ là cạnh tranh.